Xin chào anh chị khách hàng đã quay trở lại với kênh Hiền Bóng Bánh. Hôm nay bên em về một em Innova G siêu chất luôn anh chị, sản xuất 2019, đi chỉ mới 24.000 km thôi anh chị. Đi đúng chất chùm mền luôn anh chị, thấy nước sơn còn rất là nét luôn nè anh chị. Innova G đời này thì tìm được xe đi 24.000 thì cũng khá là hiếm anh chị. Ok, đèn mới sáng trưng anh chị. Xe này mới lấy về từ khách luôn, em chưa dọn dẹp vệ sinh gì hết luôn á anh chị. Quay chất xe mộc cho anh chị xem luôn á, rất là mới. Phải nói là chiếc này thì một trong những chiếc xe ít số km, chất xe ok nhất trên thị trường. Bên em thì chuyên săn những em hàng hot vậy, xe đi ít km, xe đẹp đúng chuẩn nha anh chị. Anh chị thấy cái nỉ zin nó còn rất là mới luôn nè, cái nỉ zin này thì ngồi mát lắm anh chị. Em rút cái chìa khóa vô lăng còn vậy, thấy không, cần số nè, đó, mới ken xà beng luôn. Có màn hình này nè, camera hành trình trước sau, rất là mới luôn. Xe này đã lót sàn rồi, dán phim cách nhiệt, bọc trần ni lông nè, cách này thì rất là kỹ luôn. Hầu như là xe này về là tụi em chỉ đánh bát rồi dọn nội thất thôi, chứ không có làm gì luôn. Anh chị thấy nước sơn mà chưa có đánh bát gì thì nó còn mới như vậy nè. Quay cái gai vỏ cho anh chị nè. Đó, bốn vỏ là nhét cái ngón tay vào không vừa luôn nè anh chị. Nó khác gì một chiếc xe mới lấy từ trong hãng vậy đâu. Cái dòng mảng G thì có cái bàn làm việc phía sau và có cái đèn trần nè, rất là sang luôn. Chị thấy mấy cái nỉ tắp bi nè, rồi mới tinh luôn. Xe này thì chắc có lẽ là sẽ chốt sớm thôi, tại vì những cái dòng Innova G và đi ít xe đẹp trên thị trường giờ nó ít xe lắm chị. Tụi em hổm ra về chiếc nào số động là đều bán hết, bán rất nhanh. Mấy con Venture hoặc là bản G 2020, 2021 về là bán nhanh lắm anh chị. Tại vì giờ xe mới giá nó cao quá, giá nó tất cả tỷ rồi, mua mới cả tỷ. Bây giờ khách hàng sẽ tìm qua những dòng xe lướt này, kiểu dáng mẫu mã này nó không khác gì nhiều so với xe đập hộp hết, nhưng mà tiết kiệm được rất nhiều luôn. Con này thì tụi em bán hơn 700 xíu thôi. Anh chị nào cần tư vấn thì alo trực tiếp cho Hiền ha. Ngoài ra thì bên em cũng mới vừa về một chiếc Innova Venture số động, giờ tụi em còn hai chiếc. Chiếc này mới lấy về với lại một chiếc Innova Venture màu đen 2021. Chiếc đó thì giá nó cao hơn chiếc này khoảng, chiếc đó thì đang kêu tầm khoảng 890 á. Chiếc kia thì khách hàng họ lên option nhiều. Với lại form nó form mới nữa. Thì nó sẽ khác một chút xíu so với cái form này. Nhưng mà anh chị cần chiếc xe đẹp, xe Innova rộng rãi, số tự động đi gia đình thì những cái thay đổi nó không quá là ảnh hưởng đến giá trị của xe anh chị ha. Con này thì anh chị mua được, tiết kiệm được gần 300 triệu so với xe mới.
Xe này và tụi em đã kiểm tra 176 hạng mục và đã đạt chất lượng Toyota Sur Việt Nam. Xe cam kết không tua đồng hồ km. Máy móc hộp số là nguyên bản. Không ngập nước. Không thủy kích chị ha. Thì anh chị mua xe tại Toyota Sur thì anh chị hoàn toàn yên tâm. Đã được Toyota Việt Nam đứng ra đảm bảo chất lượng và đại lý có cam kết chất lượng và bảo hành thêm cho mình. Đó. Nếu mà không đúng cam kết thì anh chị có thể khiếu nại, hoặc là nếu không đúng những cam kết tụi em đưa ra thì bên em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Đó, nên anh chị khi mua xe cũ thì nhớ đến bên em ha. Bên em chuyên xe lướt, xe đít. Anh chị nào quan tâm mẫu xe này thì liên hệ trực tiếp với Hiền để em tư vấn và báo giá cụ thể nha. Anh chị nào có xe cần đổi hoặc là lên đời thì alo cho em, bên em hỗ trợ các tỉnh luôn, định giá miễn phí, thu xe vào giá cả cạnh tranh nhất thị trường. Rồi, em xin cảm ơn anh chị đã xem hết video. Hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.